các bạn, quan các bạn trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đã có mặt tại dòng sông Bích Tơ Gô. Buổi trưa hôm nay thì có nhiều đại gia của các tỉnh bạn đã xuất hiện trên dòng sông này để chuẩn bị diễn tập. Còn 2 ngày nữa đã vào trong thi đấu chính thức. Bây giờ các bạn theo dõi những diễn biến của các đội ghe hiện nay nhiều hôm nay trên dòng sông Bích Tơ Gô như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ các bạn cùng theo dõi. Trưa nay là những hình ảnh này của bà con, các cổ động viên của nhiều ghe các bạn ở nhiều tỉnh, nhiều huyện khác nhau đã đến để cổ vũ ghe cho đội nhà các bạn. Hiện giờ các bạn nhìn thấy là bà con đứng cổ vũ những đội ghe chuẩn bị xuống tập dượt các bạn. Chiều hôm nay là ngày 12, ở trên là 28 các bạn, là 30 là bắt đầu đưa vào thi đấu chính thức. Thì các vận động viên và cổ động viên đến đây để mà theo dõi diễn biến của các tay ghe đến từ các huyện và các tỉnh bạn rất là đông. Như các bạn nhìn thấy hiện giờ ghe đang lên nữa các bạn. Các bạn nhìn thấy ở mé sông mình là có nhiều chiếc ghe đã đến đậu để chuẩn bị tập dượt các bạn, rất là nhiều ghe luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy ở dưới mé sông hiện bây giờ là rất là nhiều ghe luôn các bạn. Gió hơi lớn các bạn ơi, các bạn nghe có hơi ù hơi ồn cảm chưa nghe, do là gió nó lớn quá. Theo công viên lên để mà cục câu chỉnh để mà tập bơi luôn các bạn. Hôm nay thì các bạn cũng thông cảm là mình không còn nhận ra được nhiều ghe
ghe nào là ghe nào các bạn. Mình thấy chuông màu áo các bạn ở xa xa thì bây giờ cũng chia sẻ những cái hình ảnh mà các đội ghe tập thôi. Tại vì chung cái màu áo nữa, không chừng nữa. Rồi bây giờ không giờ nhận ra được đội ghe nào cả. Như chiếc đi bên trước bên kia là chiếc Polo Compass đó các bạn. Là chiếc màu xanh đó các bạn, đang đi trước nhé. Còn chiếc đỏ ở phía sau này là hình như là trà tim đó các bạn. Phải là chặt tim các bạn ơi, đang chạy luôn, rồng đỏ đó các bạn, nấp. Bây giờ ghe giờ này ra rất là đông. Thì các bạn nhìn trên dòng sông rất là đẹp các bạn, có nhiều màu hoa văn của những chiếc ghe ngo của các huyện, các tỉnh bạn đến để mà chuẩn bị tham giải đấu. Thì các bạn nhìn thấy dưới dòng sông Bến Tân Vô rất là đẹp. Đây là những chiếc ghe ngo đã sẵn sàng chuẩn bị cho lễ đấu đó các bạn.